Mới đây, nữ đạo diễn, diễn viên Ngô Thành Vân đã chính thức nhận bàn giao chiếc VinFast President tại một showroom tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, President là chiếc SUV hạng sang đắt nhất của VinFast. Xe có giá niêm yết là 4,6 tỷ đồng. Chiếc VinFast President mà Ngô Thành Vân vừa tậu là một mẫu SUV cỡ lớn với thiết kế khá tương đồng với Lux SA 2.0. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt theo giao diện kim cương, xe có hốc gió cỡ lớn trên nắp capo và có tới 18 tùy chọn về màu sơn ngoại thất. Phần đuôi xe mang lại cảm giác hầm hố với cụm ống xả kép. Về nội thất, cabin President gây chú ý với ghế ngồi có tính năng sưởi, thông gió và massage tiện lợi. Hàng ghế 2 có khoảng để chân rộng rãi, tăng thêm 20cm so với mẫu Lux SA 2.0. Cửa sổ trời cũng được trang bị trên xe. Như vậy, đến nay, Ngô Thành Vân đã sở hữu tới 2 mẫu SUV của VinFast là Lux SA 2.0 và President. Trước đó, trong khuôn khổ triển lãm Việt Nam Motor Show 2019, đả nữ đã được VinFast trao một chiếc Lux SA 2.0 bản cao cấp màu cam. Tại thời điểm đó, chiếc xe có giá tới 1,814 tỷ đồng.